nhập cuộc. Hi, mình chào mọi người. Hôm nay đã là ngày cuối của lễ hội Festival Huế năm 2022 rồi, và cũng là ngày cuối của chương trình tham quan Đại Nội vào ban đêm. Thì đây cũng là một cái chương trình mà hiếm khi xảy ra. Vậy nên mọi người sẽ cùng mình, chúng ta sẽ tham quan Đại Nội Kinh Thành Huế vào buổi tối để xem mà ở đây có những cảnh đẹp như thế nào nhé. Bắt đầu. Đó, như vậy thì chương trình Festival Huế năm 2022 cũng là ngày cuối ngày hôm nay đã khép lại. Đây mình đi về hướng Ngọ Môn nha mọi người. Mọi người thấy là mặc dù hôm nay là ngày thường nhưng mà vào buổi tối á, thì thường khu vực này cũng khá là đông những du khách hay là người dân Huế đến đấy để đi dạo ngắm cảnh và cho những tấm hình đẹp nữa. Và như vậy á, mình cũng đã gửi đến mọi người nhiều những cái chương trình diễn ra trong suốt quá trình Festival Huế. Tất nhiên á, là với một mình thì cũng không thể là quay hết và gửi đến mọi người hết tất cả các chương trình được. Vì một phần mình không thể phân thân được, một phần á, là có những chương trình mà âm nhạc á, sẽ bị bản quyền mọi người, nên mình cũng không quay hết được mọi người xem. Tuy nhiên mọi người thấy đó, cũng rất là nhiều những cái chương trình đặc sắc đã được tổ chức ở Festival Huế năm nay. Và bây giờ là cái chương trình tham quan vào Đại Nội Kinh Thành Huế vào ban đêm, thì mình cũng tiếp tục gửi đến mọi người để mọi người có thể hình dung được phía trong Đại Nội Huế ban đêm sẽ có những hình ảnh đẹp như thế nào. Đây là mình đang ở khu vực phía ngoài nha mọi người. Mọi người thấy đây là Ngọ Môn, phía trên là lâu Ngũ Phùng, rất là đẹp mọi người. Ánh sáng thì phía trên có màu nấu đỏ và phía dưới thì có vẻ là trắng sáng hơn. Và đây là khu vực phía trước. Đó, mọi người cũng tập trung ở đây cũng khá là đông rồi. Tuy là vào ngày thường và bị phân tán bởi nhiều những cái hoạt động khác đang diễn ra vào ngày cuối của festival, nhưng mà khu vực này luôn luôn là một cái địa điểm mà người dân Huế hay du khách thường xuyên đến. Một địa điểm mà rất là quen thuộc và cũng rất là nổi tiếng. Và tất nhiên rồi, cái sự kiện mà tham quan Đại Nội Kinh Thành Huế vào ban đêm này thì tổ chức 3 ngày và miễn phí mọi người. Nên mọi người nếu mà có lần sau thì mình nghĩ là nên tham gia để có những trải nghiệm mới, những trải nghiệm khác. Đi vào luôn ha mọi người ha. Đây, mọi người thấy một cái không gian cực kỳ là đẹp nha. Phía trên là bầu trời xanh. Cổng Ngọ Môn cực kỳ là đẹp. Và cũng khá là đông du khách. Đây còn có các diễn viên làm lính, coi như là lính canh, lính tuần vào ban đêm. Thôi mình đi vô trong nhé. Không gian giờ là sáng rồi. Đi trong cái cánh cửa vào bên trong khu vực của Đại Nội. Mọi người thấy nè, những cái ánh đèn của trong Đại Nội đánh lên những cái sứ màu đỏ. Và mình cũng chưa vào bên trong khu vực Điện Thái Hòa nha. Mình sẽ lên lâu Ngũ Phùng trước. Đây là phía trên khu vực của Ngọ Môn, lâu Ngũ Phùng. Ban đêm thì những cái ánh đèn á, nó chiếu lên màu vàng và nấu đỏ hiện lên trên những cái hoa văn, cũng là rất là đẹp mọi người. Tất nhiên là những cái trải nghiệm ban đêm này sẽ mang cho mọi người một cái cảm giác rất là khác lạ. Và đứng ở đây thì mọi người có thể quan sát cái con đường vào Điện Thái Hòa. Điện Thái Hòa thì bây giờ cũng đang được trùng tu nên mọi người không vào tham quan được đâu. Đó, những cái hàng cây sứ ánh lên những cái màu đỏ tạo cho chúng ta một cái vẻ gì đó mà nó ấm u tịch mịch mọi người. Nó cảm giác như là một cái nơi mà kiểu tâm linh kỳ bí. Đây là phía
bên trong của lâu Ngũ Phùng. Đèn ở đây nó cũng có vẻ hơi tối tối mọi người. Đó, và bên trong thì tất nhiên là trưng bày rất là nhiều những cái cổ vật. Các khu vực bên trong mình cũng không vào trong đâu nha mọi người nhé, bởi vì mình chỉ giới thiệu những cái cảnh đẹp ở đây qua cái trải nghiệm là chúng ta tham quan vào ban đêm. Và sau đây là chương trình tái hiện lễ đội gác xin phép được bắt đầu. May mắn là chúng ta sẽ có được chương trình tái hiện lễ đội gác. Nhạc sinh phong bang đôi gác nhạc tác. Thank you.
nhạc sinh hội vị xem đầy đủ cát. Và mọi người thấy nè, dòng người đang ùa về rất là đông. Dòng người đang ùa về khu vực của đại nội phía bên trong rất là đông luôn mọi người. Còn đây là phía trước là kỳ đài Huế. Một không gian rất rộng và thoáng mát để mọi người có thể tới đây tham quan, vui chơi, đi dạo. Đây là toàn cảnh như vậy và chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bên trong để xem có những cái điều gì nhé. Đây mọi người, sáu cổng ngõ muốn nè. Đó, du khách bây giờ đang rất là đông. Nhưng mà mình sẽ qua khu vực thềm miếu trước nhé. Bây giờ thì cái đoàn lính tuần đang sau khi mà đổi gác xong á thì sẽ đi một vòng. Không gian thì mọi người, ánh sáng thì chắc chắn là nó sẽ không bằng ban ngày rồi, nên mọi người thông cảm nhé. Hình ảnh thì nó không bằng ban ngày rồi mọi người, nhưng mà lại có một cái trải nghiệm rất là khác. Đây là đoàn lịch. Đoàn sẽ đi một vòng. Và mình sẽ đi một con đường riêng, con đường này không có ai cả. Mình sẽ qua bên khu vực thềm miếu. Thường thì những du khách họ không biết, thì họ ít khi mà đi ngang khu vực thềm miếu là mọi người. Khu vực thềm miếu là một trong những khu vực quan trọng bậc nhất ở trong khu vực đại nội này. Mọi người thấy ban ngày thì nó sáng và nó đẹp như vậy, nhưng ban đêm thì có vẻ gì đó âm u. Dưới những cái tảng cây xanh á, và những cái con đường léo lét như thế này tạo cho chúng ta một cảm giác rất là khác biệt. Kiểu như mà mình nếu mình xuyên không về á, thì chắc chắn rồi, đấy sẽ là tối thui. Và lâu lâu á, thì mới có những cái toán lính đi tuần, họ đi để mà đảm bảo an ninh thôi. Và đâu đó sẽ có những ánh đèn hay là tiếng dế, tiếng ếch kêu. Wow, thật sự là mình nghĩ nếu vào thời điểm đó chắc mình cũng giảm đi đường này mọi người. Nhưng mà bây giờ đã có một cái cảm giác kiểu cảm nhận được không gian buổi tối ở đại nội Kinh Thành Huế. Đó, đây mọi người thấy là con đường vào thềm miếu thì hầu như là ít du khách đến đây lắm, nên một không gian cô độc lẻ loi mọi người. Đó, ngày xưa mà không có bóng điện bóng đèn này thì chắc cũng hơi bị rần rần ha. Nhưng mà lại cho mình một cái cảm giác rất là khác biệt, rất là lạ luôn và rất là hay. Đây là cổng tham quan để vào khu vực bên trong hiện lập các thể miếu hay hứng miếu. Đó, rồi như vậy chúng ta đang đứng trước khu vực hiện lập các vào ban đêm. Tất nhiên rồi, với thời đại hiện đại bây giờ thì ánh sáng được trang trí ở khắp nơi. Không gian phần nào thì không có cảm giác đáng sợ, mà thay vào đó là một vẻ kỳ bí.
Và công trình Hiền Lâm Các này là một cái công trình cũng khá quan trọng, bởi vì nó ghi lại những cái công trạng của các vị vua Triều Nguyễn cũng như là các vị quan của Triều Nguyễn. Nên đây là cái công trình mà cao nhất ở trong khu vực Đại Nội Kinh Thành Huế. Mọi người muốn tìm kiểu hiểu rõ hơn thì cứ lên Google sẽ có. Tuy nhiên ở đây mình chỉ là trải nghiệm cái không gian này vào ban đêm. Tại vì bình thường mọi người tới đây thì ban ngày là chủ yếu mọi người ha. Ban đêm thì rất là ít khi mà cho mở cửa hoặc là tham quan như thế này. Đó. Và sau cái Hiền Lâm Các này sẽ là khu vực của thế miếu, hay gọi là thế tổ miếu. Và sau đó là cụ đình. Đây, cụ đình mọi người. Cụ đình này thì là những cái bảo vật được đúc vào thời vua Minh Mạng. Tất nhiên rồi, đấy là những cái bảo vật cực kỳ là quý giá. Đó, và khu vực thể miếu thì tất nhiên là trong thể miếu sẽ thờ bài vị và giáng thờ của các vị vua Triều Nguyễn. Tuy nhiên sẽ có một số vị vua không được thờ ở trong đây, thì nguyên nhân thì mọi người có thể tìm hiểu rõ hơn. Sân bây giờ cũng khá là sáng mọi người. Và cũng có những cái đoàn du lịch họ tới đây họ tham quan vào ban đêm, đúng vào cái thời điểm này chắc chắn là một trong những cái trải nghiệm thú vị nhất khi họ ghé thăm Kinh Thành Huế rồi. Mình hy vọng là cái sự kiện này sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa để mà các du khách cũng có thể trải nghiệm những cảm giác như mình. Có thể là không nhiều, nhưng mà ví dụ một tháng một lần chẳng hạn thì hoàn toàn chúng ta có thể mà tổ chức được thêm một cảm giác thú vị và mới mẻ cho du khách tới đây. Rồi, thôi, và bây giờ chúng ta sẽ đi ra nhé. Mình chỉ giới thiệu sơ về không gian như vậy thôi. Còn tất cả những cái công trình này đều sẽ có biển hướng dẫn và cái biển để mà ghi lại cái tác dụng của những cái công trình này.